Các bạn, em mì xin mến chào các bạn trở lại kênh của em mì ha. Đây bộ phiêu em mì đã làm xong rồi nè, sơn cái màu natural của khách này có bị mất sắp cái ngón này để mì phải sửa. Sorry các bạn, hồi nãy không nhìn thấy, các bạn thấy không, nó có một cái đường khuyết ngay đây nè, lúc mà hơi trong máy á, nó cấn có đụng gì em mì không thấy, nó có đường khuyết giờ mì phải thích chấp đây. Bây giờ để ra mới thấy, rồi bỏ xuống đây rồi lại cái đó chút xíu. Rồi bây giờ em mình sẽ làm repainting quay cho cô khách này nha các bạn. Cái màu này là cái màu natural, em mình đã sơn xong rồi đây, màu hồng rất là natural luôn. Có những cô khách thì đắp một màu, có những cô khách thì sơn màu hồng hoặc màu nào cô thích. Bây giờ em mình có cái máy xịt đây, em mình sẽ bỏ màu trắng vô ha. Cái màu trắng em mình pha da stone này nè các bạn, em mình đổ vô cái súng nha. Đó. Rồi cái súng này mua Amazon nha các bạn, có mấy chục đồng gì đó một cây thôi, em mì mua rất là lâu rồi em mì không nhớ nữa, 5-70 gì đó. Rồi bây giờ em mì sẽ xịt trước nha, mì xịt trước 4 ngón là cái này khô luôn, em mì lấy ra. Rồi em mì đóng nắp này lại nè, em mì xịt thử xuống giấy một tí xíu nha. Rồi em mì sẽ xịt 4 ngón nè. Rồi hai ngón danh lại mình không có xịt nha các bạn, rồi mình đi hơi trước xong lại mình đi đầu móng đậm lại. Nếu mình xịt phủ qua một lớp đi cho nó mờ đi, giống như sương mùi á. Sau đó là mình sẽ xịt lại cái phần ở dưới móng là nó đậm hơn. Rồi đây cũng vậy, các bạn nó xịt qua một lớp trước đó, rồi giờ này sẽ xịt dưới cái đầu móng nè. Rồi giờ đây mình đã xong 4 ngón rồi đó các bạn. Em mình sẽ lấy một miếng giấy ha, mình quấn vô ngón tay vậy nè, xong mình đổ một tí alcohol vô để mình chùi hai bên khóe cho nó sạch nha. Nó sạch cái trắng nó dính đó các bạn, các bạn thấy rất là dễ. Mình chùi xong, chùi trước khi bỏ vô hơi nha, tại vì mình xịt cái ấm rê này cũng là màu treo luôn. Rồi bây giờ em mình sẽ cho cái tay này nằm xuống, em mình cho hơi. Các bạn muốn biết cái cách pha ấm rê sao, các bạn vô những cái clip trước coi giùm em mình nha. Em mình có rất nhiều clip mà chỉ rất chi tiết luôn, cách pha ấm rê rồi mua súng ở đâu rồi. Bây giờ em mình chỉ làm lại nên em mình không có làm lại từ đầu nói nhiều vậy, rất là mất thời gian cho cái video của nên em mình vô trực tiếp cho các bạn coi luôn. Rồi em mình xịt phủ qua trước, các bạn thấy không, nó mờ một lớp rồi. Rồi bây giờ mình mới xịt giấy mình xịt lên. Khi các bạn xịt thì các bạn đừng có để cây súng một chỗ nha, mình phải rê qua rê lại. Còn cây súng xịt là do mình chỉnh đó nha các bạn. Bạn nào mà làm nail lâu năm mà mình biết cái máy Elbert lớn ngày xưa để xịt fan á, thì các bạn biết xài những cái đó rồi, thì cái máy này rất là dễ. Máy cầm tay này mình có thể chỉnh theo cái ý mình muốn. Rồi vậy mì xong luôn, em mì sẽ chùi ha, em mì sẽ chùi hai bên dính đây. Rồi hai bên hông dính nè, mình chùi cho sạch ha. Đó, các bạn thấy là rất là dễ để mình có một bộ ấm rê mà không cần phải đắp bột ấm rê. Rồi bây giờ mình cho hơi tay bên đây. Rồi cái bước kế tiếp là mình sẽ làm mô bồ cho cái bàn tay này nha các bạn. Rồi trước khi làm mô bồ em mình có cái dĩ nè, em mình bỏ một tí nước sơn màu trắng ra nha.
Rồi. Rồi bây giờ em mình sẽ bỏ cái Bloomin' Gel lên nè, cái này mua ở Amazon luôn. Em mình apply một nước lên cái ngón này. Cái máy xịt Airbrush đó các bạn mua ở Amazon luôn nha các bạn. Nó có rất nhiều mẫu nên mình lựa chọn nhiều màu nữa. Rồi bây giờ em mình quét lên một lớp ha. Em mình sẽ dùng cái cỏ thưa nè. Em mình chấm vô đây, em mình lấy một ít màu trắng nha. Để em mình làm cái mô bầu khối cho cô khách này. Đó, các bạn thấy em rất rất là dễ luôn. Đó, mình lấy thêm miếng nữa nè. Rồi. Em mình đi lại chút xíu mấy cái lần nó cho nó đậm đậm tí nè. Rồi, giờ em mình sẽ cho hôi nha. Rồi, bây giờ mình cho hôi ngón bên đây. Các bạn cứ biết khi mình làm á, mình bỏ cái bloom mình treo này lên, mình làm cho cái trắng nó cũng đừng có trắng quá, nó trắng cũng vừa ít cái trắng này, đặng để cái trắng trong cái ngón mô bầu á, nó lợt lợt, nó hợp với cái trắng của mình xịt ombre nha. Chứ mình làm cái trắng ngón mô bầu mà nó đậm quá thì nó nhiều quá, nó không có hợp với cái trắng của ombre. Tại vì cái trắng của ombre khi mà mình xịt ra thì cái màu trắng nó sẽ nhạt hơn. Rồi bây giờ mình ngón đây nha. Đó, các bạn thấy không? Rồi mình đi bên đây rất là dễ. Đó, rồi các bạn mình muốn thêm thì mình thêm vài lần như là nó mình sang vô. Mình phải chừa cái cỏ để nó dính cái trắng. Rồi vậy là mình đã xong bên đây luôn. Rồi bây giờ em mình sẽ cho hai tay bên đây. Đó các bạn thấy rất là dễ ha, ombre cái này mô bầu khói rất là dễ. Sau đó em mình sẽ dùng một cái chai màu gold nè, cô khách này muốn đi một tí xíu màu gold nè. Bạn đợi chút xíu để em mình coi coi cái gold nào đẹp. Em mình có cái gold của cái I want to ask you which one the color gold do you like? That color girl và you want that sparkle, that That sparkle. one. Ok. Yep. Dạ, em mình có cái gel đặc, em mình hỏi cô khách là có muốn cái gel của gel đặc không? Nhưng mà cô chọn cái gel của cái sparkle. Bây giờ em mình sẽ dùng một cái cỏ giả lai ha. Em mình lấy cái gel này em mình vẽ cho cổ nè. Đi một cái lằn nhỏ đó các bạn. Đó. Rồi, giờ mình đi đây lằn gel nữa nè. Xong rất là dễ luôn. Đó. Rồi. Rồi lại mình đã xong cái go nha. Rồi bây giờ mình cho hơi bên đây. Các bạn rất là simple and elegant looking luôn. Đó, cô khách này cô làm cái bộ móng tay này cho cô đi đám cưới nè các bạn. Cô nói với mình cô chưa có xưa cô bận đầm màu gì hết. Nên cô làm cái ombre trắng này là cậu có thể bận với những cái đầm nó hợp hết. Rồi mình thêm chút xíu gold ở đây các bạn thấy không, rất là dễ luôn. Rồi đó, như vậy là mình cũng đã xong nè. Đó các bạn thấy mình áp ít một chút xíu cái gold lên thôi, đừng có nhiều quá. Rồi bây giờ mình cho hai bên đây. Nhưng mà mình làm cái mô bầu khối loại này các bạn nhớ là mình phải có cái lum mình treo nha. Nếu không có thì các bạn có thể thế cái bay keo mình xài đỡ cũng được, nhưng mà nó sẽ không có nở ra như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ hai ngón tay cho các bạn coi. Đây là bộ nail ombre màu trắng nè, hai ngón làm mô bầu khối này rất là dễ làm luôn. Rồi bây giờ cái bước cuối cùng là mình sẽ bỏ nước bóng lên nha. Ok. Sau khi em mình apply nước bóng lên nữa là em mình đã hoàn thành xong cái bộ móng ombre cho cô khách ngày hôm nay đó các bạn. Các bạn thấy rất là dễ làm, không có tốn nhiều thời gian từ cái làm ombre trắng hồng mà cái màu treo tới mình làm cái marble như vậy. Thấy vậy nhưng mà mình làm rất là dễ các bạn. Mình marble này mình làm bằng cái lum mình treo này mình có thể làm bất cứ màu nào cũng được hết. Rồi bây giờ em mình xin kết thúc cái video này tại đây nha các bạn.
các bạn yêu mến em mì thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ em mì nha các bạn, để các bạn không có bỏ lỡ những cái video mới của em mì. Bây giờ em mì thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.